chào 500 anh em, lại là phẳng phẳng của công đây. Công ạ, có phải là thằng đàn ông nào cũng luôn đắn đo về kích thước cậu nhỏ của mình hay không? Nhiều người thì cho rằng việc sở thích một con cừu vừa to vừa dài sẽ khiến họ trở nên mạnh mẽ hơn, và ngược lại, sự tự ti sẽ bắt đầu từ một từ ngắn. Do đó, chị em chúng tôi thừa biết rằng có rất nhiều ông đang cảm thấy tự ti về cậu nhỏ và cố tìm cách tăng kích thước cho nó đấy nha. Tuy nhiên làm cách nào thì không ai biết. Vậy thì hỡi những người anh em của tôi ơi, hãy mang sách bút mà sang châu Phi học hỏi đi nhé. Ở đó có một bộ tộc có phương pháp giúp gia tăng kích thước cậu nhỏ, mà hiệu quả của nó ấy, thì cứ phải là từ 200% trở lên. Vậy nên nếu ông nào mà đang có nhu cầu ấy, thì hãy cùng Thế Giới Phẳng đi khám phá ngay về bộ tộc đặc biệt này nhé. Không để cho các ông phải tò mò thêm nữa, thì bộ tộc mà tôi đang nhắc tới chính là bộ tộc Somba, hay còn có cái tên khác là bộ tộc Batamariba, có nghĩa là những kiến trúc sư của trái đất. Họ sinh sống chủ yếu ở một số vùng núi thuộc hai quốc gia Tây Phi là Benin và Togo. Bộ tộc này luôn được biết đến là nhân vật vàng trong làng bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống. Họ giữ gìn và bảo vệ các tập tục xã hội truyền thống của mình một cách nguyên vẹn nhất. Bằng chứng là cho tới nay, sau hàng nghìn thế kỷ tha hương cầu thực khắp nơi, cư dân Soba đã quyết định định cư tại những vùng đất dưới các thung lũng, cũng chỉ vì đó là nơi họ có thể thực hành các nghi lễ tôn giáo vật linh, và quan trọng hơn cả là việc thờ thần đất. Theo quan niệm của người Somba thì họ là những người sinh ra để có trách nhiệm chăm sóc đất đai, chứ không phải để làm chủ chúng. Bên cạnh đó, người Somba cũng luôn coi mình là hậu duệ của xà tinh, bởi xuất xứ tổ tiên họ là từ những quả trứng được rắn mẹ vĩ đại vô hình sinh ra dưới lòng đất. Tuy nhiên, đó không phải là điều làm nên sự đặc biệt của bộ tộc này. Bởi cái khiến người ngoài, mà nhất là cánh mày râu chú ý hơn tới người Somba, là bởi họ đang cất giấu một bí quyết giúp tăng trưởng cậu nhỏ cực kỳ thần thánh. Theo đó thì người Somba bên cạnh việc thờ thần linh thì họ cũng cực kỳ chú trọng tới các nghi thức tang lễ nhằm tôn vinh những linh hồn đã khuất. Họ có một niềm tin rằng chính ông bà tổ tiên là người đã ban cho họ sự sống và khả năng sinh sản để duy trì nòi giống. Do đó mà để tỏ lòng biết ơn thì các thanh niên trong bộ tộc cũng hết sức là chăm chút cho cậu em bé nhỏ của mình. Song với kích thước trên dưới 20 phân của mình thì có vẻ là các ông ở Somba lại không hề hài lòng. Quả này mà cho mấy thanh niên ở Việt Nam chỉ cỡ 12-13 thì có mà trả lấy vô ý cao nhỉ. Và thế là với lòng tham vô đáy của mình, người Somba đã tìm mọi cách để có thể kéo dài nó nhiều nhất có thể. Cuối cùng trời xanh đã không phụ người có công. Sau nhiều tháng ngày nghiên cứu, người Somba đã tìm ra một cách mà có lẽ công nghệ phẫu thuật hiện đại bây giờ còn phải gọi bằng cụ ấy. Theo đó thì người Somba đã sử dụng một loại thảo mộc truyền thống có sẵn trong rừng, có tác dụng kích thích sự phát triển của cậu nhỏ. Họ sẽ đập dập chúng rồi xoa đều lên cậu nhỏ để nó có thể thẩm thấu các dưỡng chất tinh túy đất trời. Sau đó cắt lấy một cành cây to hoặc một chiếc ngà voi rồi khoét lỗ bên trong. Chiều dài của nó sẽ phụ thuộc vào nhu cầu và mong muốn của người sử dụng. Và đương nhiên là họ sẽ phải khoét một lỗ nhỏ ở đầu cành cây để tiện đường giải quyết cho các cánh mày râu. Tiếp theo họ sẽ đặt của quý của mình vào bên trong và giữ nó bên người trong một khoảng thời gian dài. Trong thời gian bao bọc này, cậu nhỏ của người nhập môn sẽ liên tục tăng trưởng cho tới khi nào chạm tới đỉnh của cành cây đó. Lúc này, khi đã đạt tới chiều dài mong muốn, họ có thể tháo ra và sử dụng nó bình thường như chưa từng có cuộc ép tăng trưởng nào. Và rồi với 3 tiêu chí không đau, không tê và không hóa chất, các chàng trai Somba đã có thể sở hữu một khẩu súng với độ dài lý tưởng, thậm chí còn là hơn thế nữa. Có thể chính chủ thì sẽ chỉ thấy sự khác biệt một phần thôi, nhưng phải là người sử dụng, phải là những người phụ nữ, họ mới cảm nhận được sự khác biệt này nó lớn lao và sung sướng tới như nào không ạ. Ngoài ra thì để phân biệt với những người đàn ông lớn theo phương pháp tự nhiên thì những người này sẽ phải đeo trang sức quanh cổ, eo và đầu thì đội mũ có sừng. Cho nên thường thì các bà ở Somba sẽ bắt đầu chú ý và thả thính đối với những anh chàng có bào ở đó. Chỉ cần nhẫn nhịn chịu đựng chờ tới ngày chín muồi thì thành quả sẽ rất gì và này nọ đấy nhá. Thế mới thấy rằng, không có người đàn ông yếu, chỉ có những người đàn ông không biết cách làm dài cậu nhỏ ra thôi cậu nhỉ. Kiểu này thì chị em Somba đích thị là những người phụ nữ số hưởng nhất thế giới đây rồi. Còn ông nào mà cũng đang hơi thiếu tự tin thì xin mời sang Somba mà học hỏi nhé. Nhưng nhớ là học hành ghi chép cho nó đàng hoàng vào, kẻo về thực hiện không đến nơi đến chốn. Kéo mãi mà nó chẳng chịu to lên hay là dài ra thì được bảo là tại số nhé. Tuy nhiên có một sự thật rằng, những cánh mày râu của Somba không chỉ khéo tay hay luyện cái đó, mà họ còn khéo léo trong cả chuyện xây dựng nhà cửa nữa đây nhé. Mặc dù cuộc sống hiện đại với các tòa nhà cao tầng đang dần trở nên quen thuộc với người châu Phi, thế nhưng đối với những người dân trong bộ tộc Somba, thì họ vẫn tiếp tục sống theo cách của chính mình dưới những ngôi nhà do chính tay họ đắp lên. Đó là những ngôi nhà được xây theo hình những cây nấm tròn và thường rất thấp. Có khi ông nào 1m8 đứng thẳng còn cộc đầu ấy chứ.
Tuy nhiên, chúng lại là những ví dụ minh họa rõ nét nhất cho câu bên ngoài đổ nát hoang sơ, bên trong nội thất tiện nghi bất ngờ đấy nhé. Mặc dù là ngôi nhà chỉ được đắp bằng cành cây và bùn đất, nhưng chúng lại là báu vật kiến trúc của Tây Phi. Các ngôi nhà ở đây đều có 2 tầng, với tầng 1 là để nấu ăn và sinh hoạt gia đình, còn tầng 2 được dùng để phơi phóng ngũ cốc và phòng ngủ. Phía bên trong mỗi căn nhà đều được trang trí theo phong thủy hướng tới sự sinh sôi nảy nở. Thậm chí nó còn được chia thành 2 khu riêng biệt với ánh sáng và bóng tối đại diện cho nam và nữ. Chưa hết đâu, nếu các ông đã từng một lần tới thăm bộ tộc Samba, chắc chắn sẽ nhận ra một điều rằng, nếu như ở Việt Nam chúng ta ưu tiên xây nhà hướng ra hướng đông nam, thì nhà cửa ở đây lại hoàn toàn ngược lại. Hầu hết thì các ngôi nhà ở Samba đều có cửa quay về hướng tây. Nguyên nhân là bởi người Samba tin rằng, trong 8 phương 10 hướng thì hướng tây chính là hướng của sự sống, của sự phồn thịnh vĩnh hằng. Điều khác bọt nữa ở trong những ngôi nhà này chính là số lượng bàn thờ. Nếu như mỗi nhà chúng ta chỉ có duy nhất một chiếc bàn thờ để thờ tất cả ông bà tổ tiên, thì trong ngôi nhà của người Samba lại có rất nhiều bàn thờ. Bởi theo tín ngưỡng và tôn giáo của người dân nơi đây, mỗi bàn thờ sẽ tương đương với một người. Vì vậy khi đến chơi nhà ở Samba, chỉ cần đếm số bàn thờ trong nhà là sẽ biết được có bấy nhiêu người sống trong đó. Ngoài ra tại bàn thờ chính, người Tây Phi cũng thờ một vị thần thư, một vị thần cũng được coi là tương tự như Đức Mẹ Đồng Trinh Maria trong đạo Công giáo. Đấy các ông thấy không? Có lẽ những thổ dân Samba mới đích thị là những tín đồ phong thủy chính hiệu. Gì thì gì, chứ xây nhà xây cửa nhất định là phải thuận trời thuận người mới được. Song đâu chỉ có nhà cửa mà ngay cả cái mặt tiền của họ cũng phải chuẩn phong thủy nữa các ông ạ. Theo đó thì những đứa trẻ ở trong bộ lạc Samba sẽ phải chung sống với những vết sẹo chằng chịt trên mặt ngay từ khi vừa mới ra đời. Và các bô lão trong bộ tộc sẽ là những người thực hiện phong tục này. Thông thường, vết sẹo đầu đời này sẽ khá nhỏ và nằm ngang bên má trái. Theo thời gian, số lượng vết sẹo trên mặt hay cơ thể trẻ em sẽ tăng dần lên. Người lớn cũng có thể rạch một vệt trên da của con mình khi đứa trẻ đang ốm hay lười ăn. Theo tín ngưỡng của người Samba, thì việc làm này giúp cho đứa trẻ thoát khỏi sự ám ảnh của những linh hồn xấu xa muốn hãm hại chúng. Bên cạnh đó thì việc dùng vật sắc nhọn khắc lên da và tạo thành những vết sẹo sẽ có tác dụng giải phóng những linh hồn xấu xa ra khỏi cơ thể con người. Đặc biệt thì việc rạch khắc lên da thịt cũng là một cách đánh dấu của các thành viên bộ lạc. Bởi trong quá khứ khi mà các bộ tộc giao chiến với nhau, thì việc tạo các hình xăm sẹo này sẽ giúp người trong cùng một tộc nhận ra nhau, tránh tình trạng giết nhầm trong cuộc chiến. Còn khi trận chiến kết thúc thì những vết sẹo đặc biệt này cũng giúp họ nhận dạng người quen và mang về mai táng. Đúng là một cách đánh dấu không thể nào đặc biệt hơn được nữa. Và đó là những bí mật cực sốc về bộ lạc Samba ở Tây Phi. Các ông thấy bộ tộc này như thế nào? Hãy để lại ý kiến của các ông trong phần bình luận bên dưới video này nhé. Còn bây giờ thì thời lượng của video cũng xin phép được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại 500 anh em trong các series Độc và Lạ tiếp theo nha. Còn bây giờ thì bye bye!